Anh nên đi con, đi học rất quan trọng, đó là điều bắt buộc mà. Anh nên đi, con phải tới trường mỗi ngày biết không? Nhưng bác ơi, hai ngày nay anh con không đi học, sao con phải đi? Đành bết không được khỏe mà. Anh của con bị bệnh cho nên mới không thể tới trường được. Nhưng con là một cô gái mạnh mẽ, hả? Con là niềm tự hào của bác đúng không? Và ở trường ai cũng thích con hết đó. Các bạn nè, các giáo viên, nếu con không tới trường mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Họ sẽ hỏi anh đi đâu rồi. Ai cũng bàn tán về con hết. Con sẽ tới trường mà đúng không con? Được rồi, con sẽ đi học. Nhưng bác sẽ sớm tới gặp con có đúng không? Tất nhiên rồi, bác cũng sẽ sớm tới thăm con, bác hứa mà. Nói với bác con muốn quà gì đi, bác sẽ mang hết qua cho con luôn, không thiếu thứ gì hết nha con. Con sẽ nói ngay đây, bác nghe kỹ nha. Một con búp bê tóc vàng và bộ trang điểm của nó. Sô-cô-la nữa, à còn ruy băng đủ màu. Ba của con đi, ông ấy đang tiêu rất nhiều tiền cho Anandi. Ông ấy khen Anandi rất là nhiều. Nhưng mà cô chưa thấy ba con khen ngợi con bao giờ hết đó Ziga. Nhưng con cũng đừng có lo lắng, có cô đây, tới tìm cô nếu con cần thứ gì, được không? Được rồi, bây giờ con tới trường sớm đi con. Tạm biệt bác. Con dâu của mình thật đáng yêu. Em xem nó kìa, thiệt tình. Ziga, qua đây ăn sáng đi rồi hãy đi học con. Con trai tới đây, Ziga. Sao nó lại tức giận bỏ đi như vậy chứ? Sao nó không chịu ăn sáng, có chuyện gì? Nó là cô dâu của Ranju, thiệt hả? Chắc là chính anh ta còn không tin mình cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy đó. Nhớ cẩn thận khi đụng vào cô ấy nha. Anh thì không có gì để mất hết, nhưng cô gái xinh đẹp tội nghiệp đó không chừng sẽ đen như anh luôn á chứ. Mình đã chà mạnh như vậy nhưng mà vẫn không khác gì hết. Thần linh ơi, tại sao lại khiến con như vậy chứ? Rời khỏi phòng vậy hả? Bộ anh có gì không ổn hay sao? Hay là anh giận em chuyện gì? Không, anh không giận em. Anh chỉ thấy buồn ngủ thôi. Và em cũng cần phải nghỉ ngơi. Và không có gì nữa hết. Nhưng mà thần linh ban phước cho con nè, con đã chuẩn bị hết chưa?
tất cả các cô dâu của ngôi làng này đều tới thăm đền thờ nữ thần Asabura vào ngày đầu tiên. Dạ mẹ. Làm nhanh lên coi, các anh không có sức hay gì. Nhanh lên, qua bên đó. Cẩn thận, cẩn thận. Đúng rồi, bên đó. Để trên đó, để yên nha. Rồi, để lên đi. Nhanh lên. Làm nhanh lên coi. Anh đang làm cái gì vậy? Lúc nào cũng chỉ biết đòi tiền. Nhưng anh làm được cái gì? Anh là bể ba chai rồi. Bây giờ ai trả tiền đây? Ai đền tiền hả? Bà của anh sẽ trả tiền hay sao? Đúng là vô tích sự mà. Tôi xin lỗi anh, là tôi đã quá bất cẩn rồi. Có đền tiền được cho tôi không hả? Tôi nghèo lắm, làm sao tôi đền nổi chứ? Anh phải nghĩ tới chuyện đó trước khi làm hư đồ chứ. Cái tên khốn kiếp này. Nè, chuyện gì vậy? Nè nè anh bạn à, sao anh lại đánh anh ta chứ? Chào anh Kim Di. Đây là người làm thôi, họ không bao giờ tập trung vào công việc hết. Anh ta làm rơi hết một thùng rồi, anh ta làm hư hết mấy trái xoài rồi á. Nhưng mà chuyện làm rơi đồ cũng không phải là do cố ý đâu. Hơn nữa anh Nazi cũng không gặp bất kỳ rắc rối nào với chút mất mát này. Đừng bắt anh ấy phải đền chứ. Làm tiếp đi. Tạm biệt anh Kim Si. Còn chờ cái gì nữa? Đi thôi, chúng ta phải đi vào đúng giờ. Đi. Ngồi đi. Anh không thể làm tốt chuyện gì hết á. Cái tên ngốc này, đi thôi. Mùi giống như rượu. Anh Nazi đang kinh doanh rượu bất hợp pháp với vỏ bọc mua bán xoài sao? Mình sẽ báo cảnh sát về việc làm ăn phi pháp này của anh ấy. Mong thần linh phù hộ cho đôi trẻ. Đi thôi con trai. Ô hô hô, chị Amba xin chào chị. Dạ chào chị Hê Tan. Wow. Ôi thần linh nhìn xem, con dâu chị đẹp quá. Ý trời ơi, đẹp quá đi à. Nè Rancho, con đã xin nữ thần ban phước chưa? Con biết sao không? Hôm qua bác không có thời gian để nói chuyện nhiều với con. Con có biết không, con nhảy đẹp lắm đó. Con gái mọi người đều rất thích xem con nhảy múa. Không lẽ con đã từng đi học nhảy rồi hay sao vậy con? Không có hả? Ôi thần linh ơi, đúng là một cô gái tài năng mà. Wow. Thật sự bác phải nói là nữ thần đã ban rất nhiều phước lành cho con đó con gái. Nhìn con mà xem, con không chỉ xinh đẹp mà còn rất là tài năng nữa. Wow, tốt quá rồi. Nè Rancho. Nhìn thôi cũng biết là vợ con sẽ quản lý con cả đời này luôn đó, có đúng hay không? Mẹ ơi, chúng ta hỏi mọi người đi. Ừ, để mẹ hỏi. Con ơi,
Hôm nay là ngày đầu tiên con bác tới trường. Nhà bác mới chuyển tới Đếp Ga. Bác đã tìm lớp của nó rất lâu nhưng lại không thấy. Các con học lớp nào vậy hả? Dạ lớp 3. Lớp 3 sao? Còn con gái của học lớp 4, các con dẫn con bé tới lớp đó được không? Dạ được bác. Bác không cần phải lo lắng đâu. Em là Anandi. Em là Dingley. Con chỉ là Rakhi. Chúng ta đi thôi. Nè, chị đang làm cái gì vậy? Giữ con gái của chị tránh xa những đứa trẻ này ra đi. Còn bé Dingley là một đứa trẻ xui xẻo. Nó ăn thịt mẹ nó từ ngay lúc nó mới sinh ra. Chị muốn để cho nó chơi cùng với con gái của chị sao? Bác ơi, bác đừng nghe bác Đa Gia nói. Bác ấy nói sai rồi. Con còn nhỏ mà dám nói bác cái gì đúng cái gì sai hả? Ít nhất bác cũng nghe con nói đã. Đứa trẻ xui xẻo là sao hả bác? Đó là đứa bé mang tới những điểm xấu, là người gây ra những điều tồi tệ đó. Bác có biết không, con với Dingley chơi với nhau từ nhỏ. Từ lúc hai đứa chưa có răng, tụi con đã chơi với nhau rồi. Bạn ấy chưa bao giờ làm hại con. Bác tưởng tượng đi, bạn ấy là một đứa bé còn chưa có răng và có một cái bụng nhỏ thì làm sao có thể ăn mẹ mình được. Mẹ của bạn ấy cũng cỡ tuổi của bác có đúng không? Bác chỉ nói vì lợi ích của con thôi, còn lại tùy con chọn. Bác ơi, bác giữ con gái của bác cẩn thận đi. Nếu không thì Dingley có thể ăn thịt chị ấy đó. Này Dingley, đừng ăn thịt mình đó. Đi thôi. Nhìn đi thưa anh, có 3 chai rượu bị dỡ ra như vậy nằm ở đó. Tôi không biết còn bao nhiêu chai nữa. Nhưng không có mùi rượu mà, anh Kim Ji. Ngửi lại cho kỹ đi anh cảnh sát à. Và chiếc xe đó với nhà kho đó cũng là của Natsi. Và người đàn ông đó cũng làm việc cho Natsi, tôi biết anh ta. Cái tên phản bội này, tới đi mau. Anh dám qua mặt tôi hả? Đây nè thưa anh, tôi đã bắt được một tên tội phạm cho anh rồi. Trưởng làng à, anh ấy làm gì hả? Lừa dối, anh ta dám qua mặt tôi. Anh ta đã kinh doanh rượu bất hợp pháp và còn vận chuyển chúng trong số hàng hóa của tôi nữa. Nè anh, Natsi nói có đúng vậy không? Dạ thưa anh, tôi đã phạm một sai lầm rất lớn rồi. Tôi đã làm sai chỉ vì có tham vọng. Tôi muốn nhanh chóng kiếm được tiền. Hãy nhốt anh ta vào trong đi. Anh đã làm bể 3 chai rồi, ai sẽ trả tiền đi chứ? Bà của anh sẽ trả tiền hết. Mình biết rõ anh Natsi. Đây là mánh cũ của anh ta. Anh ta bắt người làm nhận tội cho việc làm ăn phi pháp của mình. Được rồi, vậy tôi về luôn đi. Cảm ơn anh. Tôi luôn biết cách loại bỏ mọi cáo buộc chống lại tôi đó Kim Ji à. Đây chính là cách mà tôi qua mặt anh và trở thành trưởng làng. Nè Dingley, mình có đem theo thứ này cho bạn. Cầm đi. Hôm nay mình đã tới gặp cô dâu mới của anh Rancho và mình đã xin được cái này cho bạn đó. Nghe nè Dingley, bạn giúp mình làm bài tập về nhà nha. Mình phải làm sao đây? Nếu cô giáo biết chuyện, cô ấy sẽ phạt chúng ta đó. Không đâu, vì mình sẽ có cách giải thích cho cô về chuyện đó. Dạ thưa cô, tay em đau quá không thể giết được, nên Dingley đã giết thay em, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí đôi khi tay mình có thể bị đau mà, giáo viên sẽ hiểu thôi. Mình chừa cái này cho mỗi bạn thôi đó, nên bạn cứ từ từ thưởng thức đi. Và làm ơn làm bài tập về nhà cho mình. Được rồi, nhưng mình chỉ làm một nửa, không làm hết đâu. Thôi được rồi, dù sao thì ít nhất cũng có làm, vậy là được. Hôm nay Canh Bét cũng không tới trường, nhưng em gái bạn ấy có tới. Canh Bét không muốn tới trường, đây là lý do bạn ấy cứ ở nhà suốt đó. Nghĩa là sao?
Hôm qua bạn ấy đã tới chỗ mình. Bạn ấy hỏi làm sao để ngã bệnh. Mình đã chỉ bạn ấy lấy một củ hành tây đặt dưới cánh tay của bạn thì bạn sẽ sốt. Mình nghĩ chắc là bạn ấy đã dùng chiêu đó đó. Hay quá, mình cũng sẽ thử chiêu này một lần mới được. Cơn sốt của con sao rồi hả? Dạ, vẫn còn sốt. Đây là lý do bà nói với con đừng có lo lắng quá rồi hả? Con hãy là một người mạnh mẽ và dũng cảm từ bên trong nè. Sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, con phải tự mình chiến đấu với chúng đúng không? Nhưng mà cuộc sống sẽ thay đổi khi nào con lớn lên. Nó không còn giống như một trò chơi lúc nhỏ, nên con phải rèn luyện bản thân cứng rắn từ bên trong. Đừng lo lắng về những cơn sốt và những vết thương nhỏ nữa. Anh ấy đã nói dối ba mẹ suốt mấy ngày rồi. Bây giờ mình sẽ dạy anh ấy một bài học. Ba của con nói đúng đó. Kìa con gái yêu, con đi học về rồi đó hả? Nè tới đây tới đây. Nè con bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra hả? Anh của con không đi tới trường. Sáng nào anh ấy cũng bệnh hết. Đã hai ngày rồi thưa ba. Con nghĩ bây giờ chúng ta nên tới gặp bác sĩ. Anh đi nói đúng đó ra tăng. Chúng ta nên đưa thằng bé tới chỗ bác sĩ đi. Không ba ơi, đợi hết hôm nay thì ngày mai con nhất định sẽ hết sốt. Chắc chắn con sẽ không sao. Và con cũng sẽ tới trường. Nè, ngay cả bác sĩ cũng không nói chuyện tự tin tới như vậy được đó. Làm sao con biết là ngày mai con sẽ hết sốt? Cơn sốt đã nói với con xong. Dạ thưa ba, cơn sốt của anh ấy chỉ tới khi có sự cho phép của anh ấy. Con cũng nghĩ là ngày mai sẽ hết mà thôi. Con cười như vậy là có ý gì anh đi? Anh canh bếp không bị sốt đâu mẹ. Là anh ấy cố ý là mình sốt. Con đang nói cái gì vậy? Có phải đây là lúc để con giỡn hay không? Anh của con đang nằm trên giường bệnh, con thấy vui lắm hay sao hả? Con nói thật đó mẹ, anh của con đã học được một trò để khiến bản thân bị sốt đó. Là sao? Nhìn nè. Một người bạn của anh ấy nói là chỉ cần đặt một củ hành tây dưới cánh tay thì mình sẽ bị sốt. Và anh ấy muốn nghỉ học ở trường nên anh ấy đã làm theo. Canh bếp đây là gì? Hả? Anh đi nói có đúng không? Canh bếp bây giờ bà đang hỏi con đó. Anh đi nói có đúng hay không hả? Nói mau. Con mau nói đi. Giúp con với. Im lặng đi. Đầu tiên là con đã nói dối, và sau đó còn viện cớ để không đi học. Thôi đủ rồi, con đừng khóc nữa canh bé. Mọi chuyện kết thúc được rồi. Không, anh trai của con khóc như vậy nè. Anh đi. Thôi đủ rồi, con đã trêu chọc anh từ lúc về nhà tới giờ. Sao mà con không đi thay đồng phục ra đi? Đi thay đồ nhanh lên. Ba ơi, bác Đa Gia đó nói chuyện kỳ lắm. Hôm nay có một chị mới tới trường của con. Tụi con định giúp chị ấy tìm lớp học. Ngay lúc đó, bác Đa Gia nói với mẹ chị ấy là Đinh Ly là một đứa trẻ xui xẻo. Đừng cho con gái chơi với Đinh Ly. Bác Đa Gia làm vậy là không đúng rồi. Bác Đa Gia không nên nói như vậy. Đúng vậy, con cũng nói bác ấy như vậy đó. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên, con không thể yên lặng được rồi. Bạn ấy là một đứa trẻ, còn chưa có răng và có một cái bụng nhỏ, thì làm sao có thể ăn mẹ mình được. Giỏi lắm con yêu. Con nhớ là phải luôn giúp đỡ người khác đó. Bây giờ thay đồng phục ra đi. Can biết. Bây giờ con có hiểu là con đã phạm một sai lầm lớn chưa? Chỉ cần tưởng tượng mọi người ở trong trường biết về chuyện này thì họ sẽ trêu chọc con ra sao. Sẽ không còn ai tin con nữa. Bây giờ nói cho ba biết là tại sao con lại không thích tới trường chứ? Có ai đó làm phiền con sao? Hay là trêu chọc con?
đây là thời điểm thích hợp để tạo nên tương lai của con. Những gì con học được hôm nay sẽ có ích cho con sau này. Và chỉ có giáo dục mới giúp con phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai thôi. Con có hiểu chưa? Con nghe những gì anh đi nói rồi có phải không? Em ấy còn nhỏ hơn con, nhưng nó là một cô bé rất thông minh. Bây giờ con đừng bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Nếu sau này con không muốn tới trường thì con có thể nói với bất cứ ai ở trong nhà này, nhưng mà cấm con không được gian dối như vậy nữa. Rõ chưa? Can bét của mẹ là một cậu bé rất thông minh. Con sẽ không lặp lại sai lầm này có đúng không? Bà Cát Phi ơi, con về rồi. Bà ơi, bà. Bà ơi. Bà ơi, bà đang ngủ sao? Không sao đâu con yêu. Chuyện gì vậy bà? Sao bà lại bị thương nhở? Không có gì xảy ra hết cháu yêu. Thực ra bà nằm nghỉ là khỏe. Vì hôm nay bà về nhà sớm, và sau đó bà nghỉ. Do không bán được nên bà cố đi bán thêm giữa trưa nắng. Bà chỉ hơi mệt một chút thôi ha. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Vòng đeo tay đầy màu sắc đây, và còn nhiều đồ xinh đẹp khác nữa. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Mua ủng hộ vòng đeo tay đi. Nè, sao con lại ngồi ở đây? Đi chỗ khác bán. Chỗ này có người rồi. Đứng dậy đi. Nhanh lên. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Mong là anh Andy đang chăm chỉ học bài, chứ không có ngồi đếm chim bay trên trời đâu. Dạ mẹ. Không mẹ, ý con là con đang học thưa mẹ. Con đang học hay ngồi ngủ vậy? Bác nói nhỏ thôi bác ơi, nếu mẹ nghe sẽ là con thậm tệ đó. Hôm nay Đinh Ly không tới, đây là lý do con học hành khó khăn đến vậy sao? Dạ bác ơi, bác nghĩ xem, hôm nay Đinh Ly đi đâu rồi? Thật là tốt, khi hôm nay con bé không tới đây được, ít nhất con có thể học, nếu không thì cả hai lại lo chơi. Được rồi, học bài đi, bác có một số chuyện nói với mẹ con, bác đi nha. Mẹ ơi, con sẽ tới nhà của Đinh Ly. Con phải làm nhiều bài tập lắm. Nhớ về sớm đó. Anh Canh Bét đâu rồi? Dạ con không biết. Mọi người đều muốn mua vòng hoa và những thứ khác, nhưng không ai mua những chiếc vòng đeo tay này hết. Sao vậy? Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Vòng đeo tay đầy màu sắc đây. Bác ơi, bác muốn mua gì? Cái này bao nhiêu tiền vậy? Dạ 20 ruby. Giá này thì mắc quá. Con có thể bán 15 ruby thôi được không? Dạ không, bà con dặn con bán giá đó nên con không giảm giá được. Vậy thì thôi, bác không muốn mua nữa. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Vòng đeo tay đầy màu sắc đây. Xin mời ghé xem. Bạn đi đâu vậy? Lúc nãy mình tới nhà tìm bạn, sau đó bà Cát Vi nói là bà ấy không được khỏe nên bạn đã giúp bà đi bán đồ. Sao bạn không kêu mình đi bán chung với bạn chứ? Chúng ta có thể cùng bán đồ và vui chơi nữa. Mình không bán được gì hết. Sao vậy? Không ai ghé qua chỗ bạn sao? Không, mà lúc nãy bác gái đó còn la mình nữa. Thật hả? Nhưng tại sao chứ? Mình không biết anh đi. Bạn ấy đang giúp bà của bạn ấy mà còn bị la nữa. Chúng mình là bạn bè mà, nên mình phải làm gì đó giúp bạn ấy. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Mua vòng đeo tay. Bác ơi, bác ơi, bác chờ đã. Nhìn bác không biết là vợ của bác rất là xinh đẹp. Con bác cũng vậy.
Con có bán vòng tay và chu sa rất đẹp. Bác xem thử đi bác, chắc vợ của bác sẽ thích lắm đó. Đi thôi. Con làm cái gì vậy chứ? Bác vẫn chưa kết hôn mà. Vậy thì bác mua nó cho ai đây? Đừng có làm phiền bác. Mua vòng đeo tay đi mọi người ơi. Vòng đeo tay đầy màu sắc đây. Và còn nhiều đồ xinh đẹp khác nữa. Nè, mày sẵn quay lại ngay. Nhưng bạn đang đi chị đâu ơi, chị vậy? Ơi, chị gì ơi. Chị ơi, bộ sari này của chị đẹp quá đi. Nó hợp với chị lắm luôn đó. Thật không? Đúng vậy, nhưng mà chị ơi, sao chị lại mặc sari màu đỏ cùng với bindi màu đen? Nó không hợp đâu. Không hợp chút xíu nào. Vì màu bindi này mà sari của chị tối màu đi. Chị nhìn thử đi, Deepika, chị ấy cũng đang mặc sari màu đỏ. Và chị ấy cũng chấm bindi cùng màu nữa. Đây là lý do chị ấy trông thật lộng lẫy. Chị xem đi. Em nói hoàn toàn đúng. Vậy cái này bao nhiêu hả? Chị ơi, chị sang bên đó đi. Tất cả đồ của em để ở đó. Mời chị xem. Nè, chị ngồi đi. Chắc chắn chị có rất nhiều sari đẹp, có phải không chị? Phải. Vậy chị mua tất cả bên đi phù hợp đi. Hả? Để trông giống như Deepika, đẹp như Deepika. Em đề nghị chị mua 5 cái màu khác nhau luôn. Vậy thì chị mặc sari màu nào cũng được. Được rồi, 4 cái là đủ rồi. Bao nhiêu vậy em? 100 ruby, 25 ruby một cái. Không được em ơi, nó mắc quá. Chị không mua nhiều vậy, chị chỉ mua 4 cái. Tụi em có thể giảm giá cho chị được không? Dạ thưa chị, nhưng bà của tụi em bán những thứ này. Hôm nay bà ấy không được khỏe trong người, nên chúng em không thể để bà ấy bước ra khỏi nhà được. Và tụi em tới đây để bán đồ, nên nếu bây giờ chúng em bán những thứ này với giá thấp hơn thì bà của tụi em sẽ nổi giận và nói là tốt hơn là mình tự đi bán, vậy thì sẽ không bị lỗ. Được rồi. Cầm đi. Đủ rồi đó. Dạ. Thấy không? Đây là cách chúng ta buôn bán. Từ bây giờ mình sẽ làm theo bạn. Tôi thắng rồi. Cho thêm một túi đi. Cầm lấy. Nè, canh bét. Tới đây. Chuyện gì vậy? Sao con lại buồn vậy? Nói cậu nghe. Hôm nay bà đã la con thậm tệ vì anh đi. Và khi con đang khóc, ông ấy nói đừng khóc nữa, phải ra dáng nam nhi. Con cảm thấy khó chịu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy hay sao? Nếu con ngừng khóc thì con cũng sẽ không ra dáng nam nhi đâu. Cậu sẽ cho con biết làm sao để trở thành một người đàn ông thực sự. Cậu đang uống gì vậy cậu? Tại sao anh em của con ai cũng hỏi cậu câu này vậy? Khi anh đi hỏi cậu câu này, cậu đã nói với con bé đó là nước ép. Nhưng con là một người đàn ông rồi, nên cậu sẽ nói thật. Đây là nước ép, nhưng không dành cho trẻ em mà cho người lớn. Nó được gọi là rượu đó con à. Rượu sao? Nhưng ba con không bao giờ uống nước ép dành cho người lớn này. Ba của con là một người đàn ông hiền lành. Ông ấy bận rộn với cuộc sống của mình. Ông ấy không có gì để làm với người khác. Làm sao ông ấy biết được niềm vui thực sự của rượu chứ? Tất cả mọi chuyện trở nên tốt đẹp sau khi uống thứ này vào sẽ là cách tốt nhất. Tất cả sự căng thẳng và lo lắng sẽ biến mất chỉ trong 2 phút thôi. Chỉ còn vui vẻ mà thôi. Uống rượu sẽ giúp cho con trở thành một người đàn ông đích thực đó. Đây, con thử đi. Nhưng mà nhớ uống chậm thôi. Dù sao, con cũng nên thưởng thức ngụm rượu đầu tiên của con. Anh canh bét không bị sốt đâu mẹ. Là anh ấy cố ý bị sốt. Canh bét, bây giờ ba đang hỏi con đó. Anh ấy đi, nói có đúng hay không hả? Nói mau. Con nghe những gì anh ấy đi nói rồi đó. Em ấy còn nhỏ hơn con, nhưng nó là một cô bé rất thông minh. Hay là anh ấy đang gạt mọi người đó. Bét không bị sốt đâu mẹ. Là anh ấy cố ý bị sốt. Canh bét, bà đang hỏi con đó. Anh đi nói có đúng hay không? Nói mau. Con nghe những gì anh đi nói rồi đó. Em ấy nhỏ hơn con, nhưng nó là một cô bé rất thông minh. Hay là
anh ấy đang gạt mọi người đó. Nè, uống đi. Uống hết đi con trai. Cảnh bếp. Cảnh bếp. Mình cứ nghĩ là hôm nay sẽ không kiếm ra được đồng nào. Nhưng từ lúc bạn tới, mình kiếm được rất nhiều tiền. Chắc bà mình sẽ cảm thấy rất là vui. Thôi đi, không có gì đâu, Đinh Ly. Chỉ cần dùng trí thông minh thì bạn sẽ bán được. Anh đi, tới đây ăn đi. Bạn kiếm được nhiều tiền rồi có đúng không? Đúng vậy, làm sao mình đi tiếp được khi cái này nặng bạn chứ? Bạn thật lắm trò. Nghe nè, đây không phải là tiền của bạn, mà là của bà Cát Vi. Bạn không thể xài tiền mà chưa hỏi bà được. Như vậy là không đúng đâu. Bạn nói đúng lắm. Mình phải kiếm thiệt nhiều tiền, trong khi bà mình không thể đi khắp làng để rao bán những thứ này được. Vậy bạn định sẽ làm gì khi có thật nhiều tiền? Trước hết thì mình sẽ mua một chiếc giường thật là êm ái cho bà của mình. Và sau đó thì mình phải lớn lên thật nhanh để còn được kết hôn nữa đó. Kết hôn? Nè Đinh Ly, con về rồi hả? Lại đây. Lại đây con. Anh Đinh Ly cũng tới sao? Bà ơi, bà nhìn nè. Sao nhiều tiền quá vậy? Là vì có anh đi đi với con đó bà. Bạn ấy nhanh trí lắm, con không theo kịp luôn. Rất nhiều khách hàng thích nói chuyện với bạn ấy, tới nỗi người ta không từ chối mua đồ được luôn đó bà. Bạn ấy giỏi ghê. Thần linh ơi, anh đi của chúng ta thông minh quá. Cả hai đứa con đều làm việc siêng năng rồi. Đây, bà thưởng cho nè. Con cầm đi. Không bà ơi, con không cần đâu. Ngày mai nhớ đừng đi trễ đó Đinh Ly. Anandi thông minh đáng yêu quá. Đó là xe của Kuma phải không? Là con nít, chỉ có mình mới ngốc mà tin lời nó thôi. Anh Kim Si mà biết được anh ấy sẽ giết mình luôn đó. Ô thần linh ơi, cứu con lần này với. Đây rồi, em vợ mình chắc là đang ở đây rồi. Anh gì ơi, người chạy chiếc xe này đi đâu làm rồi sao hả? Tôi biết được chứ. Người gì mà nói chuyện không lịch sự gì hết trơn vậy? Thank you.
Ôi thần đến nơi, được cứu rồi. Nè Ziga cháu yêu, con đang làm gì ở đây vậy? Thật ra hôm nay con phải thi, vì vậy mà con phải lấy thêm một cây viết nữa. Lỡ bị mất thì sao? Lần này con chuẩn bị kỹ càng lắm rồi, nhất định con sẽ giành được hạng nhất luôn cho mà coi. Giỏi đó. Vậy là con không đi tới đếp ga với ba con sao? Con không biết hả? Ba con đang định đi đếp ga để gặp Anandi yêu dấu đó. Nhưng mà con đừng có lo gì hết, cứ tập trung học hành là được rồi, hiểu không? Còn về phần ba con, ông ấy sẽ đến đếp ga và chơi thật vui ở đó. Chơi với Anandi chắc là vui dữ lắm. Ngon lắm. Ôi trễ rồi Season, anh phải đi đi. Được rồi, anh lái xe cẩn thận. Nhớ gửi tình thương của em tới Canh Bé và Anandi nha anh. Được thôi, nhưng em phải gửi gì cho anh thì anh mới gửi cho bọn nhỏ được. Rồi rồi anh đi đây. Bye. Ziga, sao vậy con? Ba ơi, con cũng muốn tới đáp ca với ba nữa. Nhưng mà Ziga, hôm nay con đi thi mà, cho nên con phải tới trường chứ. Nghe nè, lần sau ba sẽ đưa con đi cùng. Không chỉ riêng ba mà sẽ đưa cả Gopal và mẹ con đi cùng luôn. Không, con muốn đi đáp ca hôm nay. Nếu không con cũng sẽ không cho ba đi đâu. Ziga, con đang làm gì vậy? Con đã chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi rồi mà. Mà bây giờ con lại không muốn đi thi như vậy là sao hả? Không, con không muốn đi thi gì hết. Con chỉ muốn tới đếp ga với ba thôi à. Ziga, nghe lời của ba, mau đứng dậy tới trường đi thi đi con. Đi thôi. Không ơi, Ziga, con muốn đi với ba đừng thôi. Đừng có bướng như vậy. Nghe lời của ba, không đứng được. Dậy đi, đừng có bướng bỉnh nữa Ziga. Con nghe không? Ziga, con có bị đau ở đâu không? Sao con bướng bỉnh dữ vậy? Để cho ba con đi đếp ga đi. Con đi với cô mua kem cho con ăn nha. Đi thôi. Không, con chỉ muốn đi đếp ga với ba thôi. Nếu không con không cho ba đi đâu hết á. Vậy chắc là con cũng được đi đếp ga với ba con thôi, vì đâu có ai cản được ba con đâu. Ba con muốn đi gặp con dâu mà. Thôi thôi đừng có khóc nữa, ba con sẽ cho con đi theo thôi. Anh hãy dành chút ít thời gian cho con của mình đi anh à. Bọn nhỏ cũng cần anh lắm. Hiểu cho con đi anh. Được rồi, vậy anh sẽ không đi đếp ga nữa. Con trai à, được rồi đừng khóc nữa mà. Ba không đi đếp ga nữa đâu, được không? Vậy được chưa? Hả? Dạ. Hey, chào anh bạn. Anh đang ở đâu vậy? Vẫn chưa đi sao? Chào anh. Chào chị Season. Có chuyện này để từ từ rồi nói. Mà khoan, anh đi đâu rồi? Con bé có ở gần đó không? Con ở nhà nè bác ơi. Kìa, bác còn chưa đi nữa hả? Bác tới đây nhanh nhanh đi. Thật ra là bác đã định đi rồi, nhưng mà giữa chừng lại có chuyện đột xuất, cho nên hôm nay chưa thể đi được con à. Chuyện đột xuất gì vậy bác? Con đợi bác từ tối hôm qua đến giờ. Con yêu, bác biết con đợi nhưng mà... Không có nhân nghĩa gì hết. Nếu hôm nay bác không đến đây thì sau này bác đừng bao giờ đến đây nữa. Nè, sao con lại nói chuyện như vậy? Con đang nói cái gì vậy? Đừng có đối xử với bác như vậy chứ. Nếu con giận bác thì làm sao mà bác sống nổi đây? Con là công chúa, là con gái yêu của bác mà. Đừng có giận bác nghe. Bác có việc đột xuất cho nên không thể tới được. Bác nói dối. Bác nói thiệt mà. Nhìn nè, bác đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi. Bác còn chuẩn bị cả quà cho con nữa mà. Nè, có xoài nè, nước ép xoài cho con. À phải, bác còn định đem búp bê biết nói cho con nữa. Bác chuẩn bị hết trơn rồi. Lần sau bác tới sẽ đem cho con nha. Lần này là lỗi của bác. Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Bác xin lỗi con, bác nhéo tay xin lỗi con nè. Được rồi, con tha thứ cho bác lần này. Nhưng lần sau mà bác còn như vậy nữa thì con không thèm nói chuyện với bác nữa đâu. Dạo này con sao rồi hả con gái? Dạo này con khỏe lắm bác ơi. Nhưng nếu lần sau bác trai còn nói dối con thì bác phải thay con cho bác trai một bài học đó. Nè con à, được chứ, nhất định rồi, nhất định. Dạ vậy nha bác. Thần linh tạm ban biệt phước bác gái. Tạm biệt con. Tạm biệt bác trai. Hẹn gặp lại anh bạn. Nhớ bảo trọng nha. Rồi. Sao con lại nói chuyện với bác như vậy hả?
Không ba ơi, con chỉ đùa thôi mà. À, con đùa sao? Hả? Ba cũng sẽ đùa với con nha. Vui quá có phải không? Hả? Đi. Canh bé, dậy đi, uống trà ăn sáng đi con. Sao mà còn nằm vậy? Con có sao không hả? Còn bệnh hay sao chứ? Con mệt lắm sao? Dậy đi con. Đi, mẹ có nấu món bánh chay hấp cho con nè. Con không muốn ăn. Sao vậy? Con muốn ngủ thêm chút nữa thôi. Được rồi, nếu mà không muốn ăn bánh chay thì mẹ sẽ nấu món con khác nha. Con nói là không muốn ăn mà. Mẹ ép con ăn hoài vậy. Canh bếp à, con sao vậy nè? Canh bếp, Canh bếp nó làm sao vậy? Nó thấy anh mà không chào tiếng nào với anh hết. Em không biết nữa. Từ lúc về nhà tới giờ nó không thèm nói chuyện với ai hết. Thằng bé còn không thèm ăn món yêu thích nhất của nó. Vậy em chỉ hỏi nó là có muốn ăn món gì không thì nó lại nổi nóng lên. Không sao đâu Ratan. Thằng bé chỉ muốn mọi người quan tâm tới nó cả ngày thôi. Cứ mặc kệ nó vài ngày đi, rồi sẽ không có gì đâu. Đủ rồi con, đủ rồi. Xin chào bà Cát Vi. Xin chào bà Cát Vi. Chào hai con. Sao cả hai mẹ con cũng đến đây vậy? Ngồi đi. Con mang chút đồ ăn tới. Con đem cái này vào trong đi. Đi thôi Đinh Ly. Đinh Ly, đem quần áo ra đây đi. Chúng ta phải luyện tập bán vòng tay đã. Nè Đinh Ly, có phải bộ đồ này là của anh đi mặc trong phim Cô Dâu 8 tuổi có đúng không? Đúng vậy, đúng rồi đó. Đinh Ly, chạy làm như vậy đi. Mình sẽ mặc đồ này và đóng vai anh đi. Còn bạn sẽ đóng vai bà nội. Bà nội hả? Bà già khó tính đó sao? Đúng vậy Đinh Ly. Nếu như Anandi gặp một khách hàng cực kỳ khó tánh như bà nội của Anandi thì sao? Làm sao bán cho bà ấy? Đến đây chúng ta sẽ diễn phim Cô Dâu 8 tuổi và nghiên cứu cách để thuyết phục khách hàng khó tánh. Ý này hay đó Anandi. Hay không? Đinh Ly, nhìn bạn y chang như là bà nội khó tánh luôn đó. Được rồi, bắt đầu bài học bán hàng nhanh đi. Hoga, Anandi ke samne ek bada khulasa. Ye jigar, theek se baat kar. Tera pati hu main. Tumne mujhe jaan bujh ke mat chura. Jab tu bahut choti thi na, tabhi hamara lagan ho gaya hai.